Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Sơ kết chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên đăng ký tháng 8 năm 2018. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường ngang, lối đi dân sinh tự mở. Cần hoàn thiện một số hạng mục công trình hồ chứa nước Trọc Trâu. Ngày 17 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Bình, Quảng Trị. Đây là sự kiện gây tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba. Fidel Castro trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm đất lửa Quảng Bình, vùng mới giải phóng Quảng Trị. Câu nói bất hủ của Fidel, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, là biểu hiện đỉnh cao của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 45 năm trôi qua, những ký ức hình ảnh về vị lãnh tụ của đất nước Cuba vẫn in sâu trong trái tim người dân Quảng Bình, Quảng Trị. Chủ tịch Fidel Castro mãi mãi là người bạn lớn, người đồng chí và là người anh em vô cùng thủy chung thân thiết của dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 2 tháng 12 năm 1960, hai dân tộc Việt Nam-Cuba luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn vun đắp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 7 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 05 ngày 13 tháng 7 năm 2016 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, đơn vị trong tỉnh. Phát biểu đặt vấn đề, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, đồng thời cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 16 đã ban hành chương trình hành động số 05 ngày 13 tháng 7 năm 2016 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020. Đây là một trong hai chương trình trọng tâm trọng điểm của tỉnh về kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020. Sau gần 3 năm tổ chức thực hiện chương trình hành động, trong bối cảnh tình hình của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là hậu quả nặng nề do sự cố môi trường biển và thiên tai bão lũ đã tác động rất lớn đối với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của chương trình đề ra. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp hưởng ứng tích cực của cả cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của bản thân hộ nghèo, công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 05 ngày 13 tháng 7 năm 2016 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020. Triển khai quản trị thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm, cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Với sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị, chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã từng bước khơi dậy được ý thức tự lực, ý chí vượt khó vươn lên của người nghèo. Qua gần 3 năm thực hiện, các mục tiêu chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân mỗi năm 2,42%. Giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho gần 35.000 người, xuất khẩu lao động bình quân hàng năm cho gần 2.900 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề mỗi năm tăng từ 2,5 đến 3%. Đến cuối năm 2017 đạt 41,3%.
đời sống của người nghèo và hạ tầng vùng nghèo được cải thiện rõ rệt, việc làm cho người lao động cơ bản ổn định, bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể. Từ những kết quả đạt được đã khẳng định việc ban hành chương trình hành động về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm là hết sức đúng đắn, hợp lòng dân, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thể hiện sự đồng tình cao với báo cáo sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, bổ sung thêm nhiệm vụ giải pháp, một số kinh nghiệm rút ra qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 05 ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng thời chỉ ra rằng, việc thực hiện chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua vẫn còn một số khuyết điểm hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, những khuyết điểm hạn chế nêu trên thực sự là những lực cản lớn trong quá trình phát triển của tỉnh. Nếu không có sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu quyết liệt, thì đây sẽ là yếu tố kìm hãm kéo lùi sự phát triển đi lên của tỉnh. Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu. Để tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu đặt ra là tiếp tục tập trung triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nhằm để phấn đấu đạt và vượt các cái chỉ tiêu về giảm nghèo và giải quyết việc làm đến năm 2020 mà chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Tôi xin lưu ý tập trung vào năm cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là các cấp ủy chính quyền phải nhận thức đầy đủ cái ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm đối với sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị xã hội của tỉnh. Và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng địa phương cơ sở. Đồng thời, phải tập trung huy động và phát huy tốt vai trò của cấp ủy, của chính quyền, của các cấp các ngành, của mặt trận đoàn thể và của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tham gia vận động, tổ chức thực hiện chương trình, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, tích cực tham gia sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Và mục tiêu cụ thể đặt ra là phải nâng cao được mức thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo, cải thiện rõ rệt điều kiện sống của người nghèo, mà trước hết là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở, và người nghèo tiếp cận thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, và hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững, nhất là các cái mục tiêu giảm bớt sự bất bình đẳng về thu nhập, điều kiện sống, việc làm, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, môi trường bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới cái cơ chế chính sách, phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính và phân cấp đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho địa phương. Đồng thời phải tăng cường cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân và cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo. Rồi là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, thay đổi cách nghĩ, cách làm, thói quen của đồng bào dân tộc và hướng dẫn bà con cách thức trồng trọt, chăn nuôi tiên tiến, giúp họ từ tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống nhằm để tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của người dân và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm. Và phải kiên quyết xóa bỏ được cái tư tưởng trông chờ ỷ lại nhà nước và tư tưởng nể nang dòng họ, cục bộ không muốn thoát nghèo. Vấn đề thứ hai là đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch để ưu tiên phân bổ sử dụng hợp lý, có hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm lồng ghép chính sách giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm với các cái chính sách khác, thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển, tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thực hiện cái chính sách ưu đãi về các vấn đề đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp với đặc điểm từng vùng nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Cần phải kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm với phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Đặc biệt là phải gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời cần phải đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở khu vực nông thôn, tập trung đầu tư phát triển khu vực nông thôn nhằm để giảm dần cái khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và đô thị và giữa các cái tầng lớp ở dân cư, tăng cường chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương, đặc biệt là Sở Lao động Thương binh Xã hội và Ban Dân tộc của tỉnh,
để đánh giá lại hiệu quả của các chính sách giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang, vùng đặc biệt khó khăn để có những giải pháp và biện pháp chỉ đạo cụ thể. Đồng thời phải chủ động để phối hợp với các ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo, giúp người nghèo và hộ cận nghèo được tiếp cận, hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo một cách kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Và tiếp tục tham mưu huy động, quản lý, triển khai các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người có công và thực hiện cơ bản chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Cần phải phân định tách bạch rõ ràng giữa đối tượng hộ nghèo và đối tượng được hưởng cái bảo trợ xã hội để có các cái giải pháp phù hợp trong chỉ đạo nó sát với ở từng địa bàn, từng xã, từng thôn bản. Tập trung chỉ đạo ra soát lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo để có những giải pháp cụ thể và cần có những giải pháp riêng đối với từng địa bàn nghèo, từng xã nghèo, nhất là giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc vùng cao, vùng bị sự cố môi trường biển, giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho đồng bào đang thiếu đất sản xuất, ưu tiên bố trí nguồn vốn giải quyết việc làm đối với các vùng khó khăn, ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù riêng của tỉnh đối với đồng bào dân tộc và các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn, nhằm để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo của các xã miền núi, dân tộc và bãi ngang đặc biệt khó khăn và từng bước thu hẹp cái khoảng cách chênh lệch về giàu nghèo giữa các địa bàn ở trong tỉnh. Vấn đề thứ ba là đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội tranh thủ thêm nguồn vốn của trung ương để hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở, vay vốn sản xuất kinh doanh, có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Và đồng thời ra soát đối tượng để xem xét cho vay kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định và giải ngân nhanh những nguồn vốn đã được phân bổ, không để tồn đọng. Và ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng cần phải chủ động để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương và ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội trong việc là triển khai tín dụng chính sách đến người dân một cách công khai, minh bạch và kịp thời. Vấn đề thứ tư là nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo có địa chỉ, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng địa phương, nhất là nguồn nhân lực phục vụ các cái lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh, ví dụ như dịch vụ, du lịch và các cái dự án kinh tế trọng điểm. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề thì cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, cần phải duy trì được các thị trường truyền thống có nhu cầu về trình độ công nhân kỹ thuật có thu nhập cao và hạn chế cái thị trường có nhiều rủi ro và tập trung vào các cái thị trường Lan rồi là Cộng hòa Liên bang Đức vân vân, và đồng thời là tăng cường tham gia thị trường lao động chất lượng cao ở một số nước, ví dụ như ở châu Âu rồi là một số cái thị trường khác mà phù hợp với trình độ nghề nghiệp rồi là trình độ của người lao động của chúng ta, và có giải pháp phù hợp để giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc và một số nước có liên quan. Vấn đề thứ năm là đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp là phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc địch chỉ đạo thực hiện chương trình, xây dựng những giải pháp mô hình phù hợp với đồng bào, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao cái năng lực của chính quyền cơ sở và cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo. Và các đồng chí tỉnh ủy viên được phân công theo dõi phụ trách các xã nghèo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc sự phân công của Ban Thường vụ tỉnh ủy, phải xem việc theo dõi giúp đỡ phụ trách các xã nghèo là một giải pháp quan trọng để giúp địa phương sớm thoát nghèo, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ giúp đỡ các xã nghèo bằng những cái hoạt động thiết thực hiệu quả để thực sự tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo ở các xã nghèo. Mặt khác, cần phải phát huy nhân rộng những cái kinh nghiệm về vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy của chính quyền trong việc trực tiếp chăm lo cho người nghèo và có trách nhiệm đầy đủ với đồng bào nghèo, có cách làm sáng tạo như đăng ký từ nhận đỡ đầu hoặc hỗ trợ cho hộ nghèo tại địa phương, tại địa bàn dân cư hoặc nơi đơn vị đang công tác. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như Hội Nông dân, Phụ nữ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên. Mỗi tổ chức đều có cách làm riêng và tạo nên được tính đa dạng trong các hoạt động giảm nghèo bền vững, làm nòng cốt trong sự nghiệp giảm nghèo ở từng địa phương, đơn vị cơ sở. Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm là một trong hai chương trình kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cùng chung tay nỗ lực, đồng sức đồng lòng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020.
Sáng nay, ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Tháng 8 năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có mức tăng trưởng trên các lĩnh vực. Cụ thể, về nông nghiệp, lũ hè thu đã thu hoạch trên 6.100 ha, đạt trên 40% diện tích gieo trồng. Chăn nuôi phát triển ổn định, sản xuất lâm nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng thủy sản ước thực hiện trên 10.200 tấn. Về công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, tăng trưởng sản xuất công nghiệp còn thấp so với kế hoạch. Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 1.700 tỷ đồng. Du lịch tiếp tục được đẩy mạnh với các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Nhờ vậy, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong tháng 8 ước đạt 400.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 8 tháng thực hiện được 2.248 tỷ đồng, đạt trên 64% dự toán. Về lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt. Các trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới. Các hoạt động văn hóa tập trung vào tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Các vận động viên của Quảng Bình tham gia Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nổi bật trong tháng 8, Quảng Bình đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề hợp tác và phát triển bền vững. Tại hội nghị đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng số vốn đầu tư đạt trên 168.000 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ đô la Mỹ. Trên cơ sở báo cáo tình hình kinh tế xã hội và thảo luận của các đại biểu về một số vấn đề còn vướng mắc, hạn chế, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Về công tác trọng tâm trong tháng 9, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó lưu ý chỉ tiêu phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, chỉ đạo cho bà con nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hè thu trước mùa mưa bão. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý vấn đề an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu. Trước đây chúng ta chỉ đạo là để mà tích được tối đa, còn bây giờ ngược lại, bây giờ chỉ đạo là an toàn hồ đập là cái hàng đầu, còn có thể chấp nhận là thiếu nước, mà nếu thiếu nước á, thì chúng ta chuyển sang trồng cây trồng khác chứ không nhất thiết là phải trồng lúa, vì để đảm bảo là cái an toàn hồ đập, đảm bảo là cái dân sinh vùng hạ lưu, đảm bảo là vấn đề là cái tài sản của người dân. Tuyên truyền và vận động người dân chủ động trong vấn đề là phòng chống thiên tai, đặc biệt là bão lụt. Thì phòng chống bão lụt là phòng chống là ngay từ bây giờ, ngay từ lúc mới làm nhà. Thế vừa rồi một số địa phương là rất chủ quan. Thì bây giờ bảo gì là bão, bây giờ là cực đoan. Cho nên là cái phòng chống rồi là báo cáo để mà bảo vệ mái nhà là phải chủ động ngay bây giờ, chứ không phải chờ nữa. Về phát triển công nghiệp, nhấn mạnh việc chưa có các dự án động lực đi vào hoạt động dẫn đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp còn thấp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập trung cao độ để mà xử lý giải quyết một số cái dự án để đảm bảo cho tốc độ tăng trưởng công nghiệp là không phải giảm tốc lắm, và cả ngành công nghiệp mà có nguy cơ ô nhiễm là tỉnh không chấp nhận. Về vấn đề là cái điện tái tạo gồm điện gió, điện pin mặt trời, thì đây là cái điện tái tạo, mà điện tái tạo thì như vậy là mức độ ô nhiễm môi trường là có mức độ thôi. Vừa rồi về phía ban tỉnh đã chỉ đạo sở công thương là ra soát lại để mà lên một cái sơ đồ mặt bằng, chỗ nào là du lịch, chỗ nào là điện gió, chỗ nào là điện mặt trời. Về phát triển du lịch dịch vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý đối với ngành du lịch á, thế vừa rồi Thủ tướng á, là phải nói rằng là đã đánh giá rất cao về tiềm năng du lịch của tỉnh rồi. Các ngành đánh giá rất cao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đồng chí Bộ trưởng cũng đánh giá rất cao. Đồng chí Bộ trưởng nói xếp rằng là vấn đề tiềm năng du lịch Quảng Bình là số 1 Việt Nam. Nhưng mà tốc độ tăng trưởng du lịch của mình á, là đạt từ 16-18% là chưa xứng với tiềm năng đó. Cho nên tôi đề nghị một á, là các dự án lớn á, thì đang triển khai sẽ đôn đốc để họ người ta làm được tốt.
Thứ hai đề nghị sở du lịch là phải tham mưu ban tỉnh để mà tăng cường, để mà tạo ra những sản phẩm du lịch mới, tiếp tục để mà duy trì cái đường bay Đồng Hới Chiang Mai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng hoan nghênh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư và đề nghị thời gian tới sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và làm việc với các nhà đầu tư để từng bước hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị ngành giao thông vận tải khẩn trương triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vấn đề xe quá khổ, quá tải. Sở Tài chính chủ trì chỉ đạo việc tổ chức đấu giá tài sản trên đất theo Nghị định 167, phối hợp với Cục Thuế để tập trung chỉ đạo các giải pháp đảm bảo thu ngân sách phần đầu năm 2018 đạt trên 4.000 tỷ đồng. Sở Tài nguyên Môi trường quan tâm kiểm tra công tác đảm bảo môi trường, nhất là tại các dự án, đồng thời ra soát lại các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành và đặc biệt lưu ý các sở ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Hôm qua ngày 6 tháng 9, Ban chấp hành Huyện ủy Lệ Thủy khóa 23 đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 để làm công tác tổ chức cán bộ. Sự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngày 27 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định số 1237 về việc điều động cán bộ, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo số 865 về việc giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đồng chí Lê Văn Bảo, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã tiến hành các thủ tục và bỏ phiếu kín. Kết quả đồng chí Lê Văn Bảo, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trúng cử Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% số phiếu đồng ý. Thành ủy Đồng Hới cũng vừa tổ chức hội nghị quán triệt kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới quán triệt nội dung kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát và kết luận kịp thời, chính xác. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, việc phát hiện, nắm tình hình, thu thập chứng cứ còn hạn chế. Các đại biểu cũng đã tham luận, báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn, tại cơ quan, đơn vị mình trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới yêu cầu trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan đơn vị để xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện tốt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng trên các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, chi tiêu ngân sách, xây dựng cơ bản, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Sáng nay ngày 7 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Thiếu tướng Tư Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình có 27 đơn vị trực thuộc, trong đó sáp nhập Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh và Phòng Tổ chức cán bộ, hợp nhất Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng với Phòng Công tác Chính trị thành Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, giải thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm về các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra đảm nhiệm. Cùng với quyết định về công tác tổ chức bộ máy, Bộ Công an cũng đã có quyết định về điều động bố trí đối với chức danh trưởng phòng ở các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, giải thể. Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động,
bố trí công tác đối với cán bộ chiến sĩ giữa chức vụ trở xuống và theo thẩm quyền phân cấp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đơn vị vừa sáp nhập và các đồng chí được điều động bổ nhiệm chức vụ mới, đồng thời đề nghị các đơn vị cán bộ chiến sĩ cần thống nhất, đoàn kết cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường ngang, lối đi dân sinh tự mở. Cần hoàn thiện một số hạng mục công trình hồ chứa nước Trọc Trâu. Sau khi kết thúc chặng 4 và chặng 5 trong khuôn khổ giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tuần Hoàn Sen năm 2018, sáng nay ngày 7 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, các cua rơ tiếp tục cuộc đua ở chặng 6. Chặng 6 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tuần Hoàn Sen 2018 có lộ trình từ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tới thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với độ dài 162 km. Các thế đua xuất phát lúc 7 giờ 30 phút tại Quảng Bình Quan, tới đích đến là Phú Văn Lâu, thành phố Huế. Kết quả, cua rơ Lê Văn Duẩn, đội Anh Văn, Hội Việt Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh là người đã bứt phá ngoạn mục, xuất sắc cản đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 34 phút 15 giây. Cua rơ David Van Ert đội Robon Cycle Team đã giành lại áo vàng từ tay Nguyễn Đức Thời đội Hà Nội. Cua rơ người Hà Lan cũng sở hữu luôn áo xanh với số điểm vượt trội. Còn áo trắng thuộc về cua rơ Nguyễn Đức Thời đội Hà Nội. Sáng nay ngày 7 tháng 9, Hội Hữu nghị Việt Nam Đức tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học khá giỏi ở xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch nhân dịp khai giảng năm học mới. Dịp này, đoàn đã trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi ở xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là chương trình học bổng do Hội Hữu nghị Việt Nam của Cộng hòa Liên bang Đức quyên góp tài trợ cho các em học sinh vùng lũ Quảng Bình. Những suất học bổng này sẽ phần nào hỗ trợ, động viên các em học sinh nghèo ở vùng quê hiểu học tiếp tục nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập trong năm học mới. Hàng năm, Hội Hữu nghị Việt Nam Đức tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như vận động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ công tác khuyến học ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình có chiều dài 174,5 km. Mật độ dân cư sóng dọc hai bên tuyến đường sắt rất đông đúc, do vậy mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trên các tuyến đường ngang, lối đi dân sinh tự mở. Hiện nay, trên tuyến đường sắt đoàn đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình có 76 đường ngang hợp pháp và có tới 187 lối đi dân sinh tự mở băng qua đường sắt, tập trung tại địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. Hàng ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua các tuyến đường ngang và lối đi dân sinh tự mở là rất lớn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, giữa đường sắt và các lối đi dân sinh tự mở, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp như tổ chức kiểm tra, rà soát và điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu, kiên quyết không cấp, cho thuê đất trong hành lang an toàn giao thông đường sắt, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang, che khuất tầm nhìn, đồng thời tiến hành đóng 23 lối đi dân sinh và thu hẹp toàn bộ lối đi dân sinh xuống còn dưới 1,5 mét để hạn chế phương tiện xe cơ giới đi lại trên các lối đi dân sinh tự mở, cương quyết không để phát sinh thêm các đường ngang trái phép. Thưa quý vị và các bạn, công trình hồ chứa nước Trọc Trâu, huyện Quảng Ninh được đưa vào khai thác sử dụng năm 2016. Tuy nhiên, do công trình chỉ mới được sửa chữa nâng cấp và hoàn thành ở giai đoạn 1, một số hạng mục chưa hoàn thiện nên hồ chứa vẫn chưa phát huy được hiệu quả sử dụng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân vùng Hà Du. Công trình hồ chứa nước Trọc Trâu nằm trên lưu vực suối Khe Cừ thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Hàng năm, diện tích lúa hai vụ của xã Vĩnh Ninh đều sử dụng nguồn nước tưới từ hồ chứa nước này. Tuy nhiên, do một số hạng mục chưa hoàn thiện nên ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Xã Vĩnh Ninh thì có cái thôn Lệ Kỳ là ở cái vùng trũng với diện tích cũng khoảng đến 200 hectare. Do vậy thì đến cái mùa mà mưa lũ thì do điều tiết của cái tràn xả lũ là nó chưa bảo đảm cho nên là thường thường là bị ngập lụt. Trong đó thì có diện tích khoảng 170 hectare là ruộng lúa và khoảng 50 hectare là nuôi trồng thủy sản.
hồ chứa nước Trọc Trâu có dung tích trên 6.000 mét khối nước. Nhằm phát huy hiệu quả của hồ, năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Trọc Trâu. Công trình với mục tiêu cấp nước tưới cho 500 ha lúa hai vụ của các xã Vĩnh Ninh, Lương Ninh và thị trấn Quản Hào, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho trên 21.500 người dân tại ba địa phương nói trên và khu công nghiệp Tây Bắc Quản Hào, giảm lũ vùng hạ du, phục vụ nuôi trồng thủy sản. Công trình hồ chứa nước Trọc Trâu được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư sau điều chỉnh gần 177 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, do nguồn vốn bị cắt giảm nên một số hạng mục chưa được hoàn thiện, đập dâng chưa có van tràn xả lũ, mực nước của hồ chưa đạt mức thiết kế, hệ thống canh tưới tiêu chưa có. Do vậy, đến nay, hồ chứa nước Trọc Trâu mới chỉ đủ nước tưới cho 30% diện tích so với công suất thiết kế. Để phát huy cái hiệu quả công trình thì thời gian tới thì tôi xin đề nghị Ủy ban tỉnh và các ngành cấp tỉnh tạo điều kiện để hoàn thành các cái hạng công trình cần thiết để là sớm đưa công trình vào vận hành để phục vụ cho sản xuất. Công trình hồ chứa nước Trọc Trâu hiện nay được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý và vận hành. Tuy nhiên, với những hạng mục chưa hoàn thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến quy trình vận hành, xả lũ và tích nước phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh đó, sau 2 năm đưa vào sử dụng, công trình đã có nhiều chỗ bị xuống cấp. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, trong thời gian tới, Quảng Ninh rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp các ngành, đầu tư cải tạo, hoàn thiện những hạng mục còn thiếu của công trình hồ chứa nước Trọc Trâu, nhằm phát huy được hiệu quả công suất thiết kế, hạn chế mức thấp nhất tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất và tính mạng của người dân vùng hạ du. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao.